Mesh Viking, tàu khoan dầu khí công nghệ cao của Mesh Reeling. Trong bối cảnh ngành công nghiệp dầu khí ngày càng phát triển và đối mặt với những thách thức mới về môi trường và kỹ thuật, việc tìm kiếm và khai thác dầu khí ở những khu vực chưa được khám phá hoặc có điều kiện khai thác khắc nghiệt trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Được đóng mới bởi DU Shipbuilding và Marine Engineering, DSME, tại Hàn Quốc, Mesh Viking được chính thức bàn giao cho Mesh Reeling vào năm 2013 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng khả năng khoan sâu và hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. Có kích thước lớn với chiều dài tổng thể là 227 m và chiều rộng 42 m Mesh Viking là một tàu khoan được trang bị hệ thống khoan tiên tiến. Tàu có khả năng khoan ở độ sâu tới 12.000 m dưới mặt biển, làm cho nó phù hợp với các dự án khoan sâu và khám phá dầu khí mới. Tàu cũng có khả năng hoạt động ở vùng biển có độ sâu tới 3.600 m, đảm bảo rằng hầu như không có khu vực nào trên thế giới nằm ngoài phạm vi khả thi của nó. Kể từ khi bắt đầu hoạt động, Mess Viking đã tham gia vào nhiều dự án khoan quan trọng trên khắp thế giới, từ vùng biển sâu của Bắc Cực đến các mỏ dầu khí ở vùng biển nhiệt đới, mỗi lần lại thể hiện khả năng và sự linh hoạt của mình trong mọi điều kiện. Sự thành công của Mess Viking không chỉ đến từ công nghệ tiên tiến mà còn từ đội ngũ chuyên nghiệp, có kỹ năng cao, đảm bảo rằng mọi nhiệm vụ đều được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả nhất. Mess Viking được trang bị hệ thống điều khiển tự động tiên tiến cho phép thực hiện các nhiệm vụ khoan với độ chính xác cao và giảm thiểu rủi ro cho thủy thủ đoàn. Hệ thống quản lý thông tin trên tàu PMS giúp tự động hóa nhiều quy trình và tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng trong khi các hệ thống an toàn, bao gồm hệ thống phòng ngừa tràn dầu và hệ thống cảnh báo sớm, đảm bảo rằng tàu hoạt động trong phạm vi an toàn tối đa. Tàu khoan Mesh Viking được trang bị hệ thống phòng cháy và chữa cháy tiên tiến, bao gồm cảm biến khói và nhiệt độ, hệ thống phun nước và bọt tự động, cũng như thiết bị chữa cháy di động để đối phó với các tình huống khẩn cấp. Điều này giúp đảm bảo phản ứng nhanh chóng và hiệu quả trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Hệ thống BOP là một trong những thành phần quan trọng nhất trong việc đảm bảo an toàn khi khoan, được thiết kế để ngăn chặn sự cố dòng phun không mong muốn. Mess Viking được trang bị hệ thống BOP tiên tiến với khả năng chịu áp suất cao, giúp kiểm soát và đóng cửa giếng khoan nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp, bảo vệ thủy thủ đoàn và môi trường biển. Ngoài ra, tàu khoan này còn được trang bị một loạt các thiết bị đặc biệt bao gồm bộ phận khoan chịu lực cao hệ thống xử lý chất thải tiên tiến và hệ thống lọc khí thải điều này không chỉ giúp tăng hiệu suất và giảm thiểu thời gian dừng hoạt động mà còn giảm tác động đến môi trường xung quanh